Thôi lên bờ đi, anh lên bờ đi, lên bờ đi. Lên bờ, lên bờ, anh lên bờ, lên bờ. Anh hai lên thịt. Ngay cầu mối nè. Em lên chơi luôn đi quá. Con anh Thao chứ hai lên thịt này. Ủa qua cái ô khác được không? Qua ô khác nè. Thì lục xuống kia, xuống đó sao được. Cây vậy? Cái chậm chậm thu. Chạy nó em ơi. Chạy nó lát làm sao? Bây giờ kéo đi cho cá khỏi gọt cái đã. Cá ra ngoài quá trời anh Vũ. Ừ. Cá ra ngoài quá trời vậy. Đâu? Đâu ra ngoài. Cá ngoài chụp. Cá nhỏ, cá lớn nó chụp, nhỏ chụp chi. Anh Vũ, ngay cái bụi cỏ đó có con này. Bắt ra thấy thấy nó ra đi. Cái bụi cỏ. Lên chơi đi. Đừng có Vũ, anh dưới này nè. Ừ, mấy con nó bắt thấy ở ngoài luôn. Phao chậm chậm thôi em ơi. Lôi lên gỡ con cá ra. Rồi cho anh Vũ nó đâu kìa. Thấy đâu ngoài luôn anh hai. Cây kè mẹ đi em, lát nữa ta dụng sao. Lên luôn. Chạy lúc thịt đều lên bỏ nó qua làm sao. Ừ đó. Hai kiếm ngoài này. Tỷ đang coi. Không anh Bằng. Yeah. Lấy cái gì không hay là khỏi? Không em cứ ở đó lự. Lấy cái gì cũng phải từ từ đó. Lấy giùm kêu anh Hùng lấy giùm nè. Mình bỏ dẻo qua. Bên chuồng á. Chuồng. Chúng ta cũng phải lấy chứ sao phải lấy mà lấy cái chuồng. Mà sao đủ mấy đâu đâu hả? Thấy động đâu? Cái này làm gì mà ném phát lóc rồi hả? Nó chết rồi, bỏ nó cho con. Nhậu cái gì nè, nữa nè. Nhậu cái xác vô luôn. Nhậu cái xác vô, bớt người cầm. Rồi, rồi, rồi. Qua, chỉnh luôn qua. Tay em đau, anh dùng luôn nữa. Dồn tí nữa vô. Chân em á, Vũ. Chân bên đây nè, Vũ. Rồi vô đừng thả ra nữa. Nó thấy nó quậy ghê chưa? Vô rồi đó, phải thả ra. Má cái phi nhiều vậy. Thôi thu con. Thôi. Cảm ơn kia đem. Giờ nó mới vô nước. Trời ơi. Chạy nó. Làm gì mình cũng tắm. Để xe bắt cá. Đồ con gì chưa?
một người ở đó đây, một vũ 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 đưa cho ông ba nó cầm hết cái đó rồi. Vũ em qua đây nè, em leo lên em cột cái đầu chuồng em chạy lên cho nó lên đuôi hạt đuôi này mình đo lên đuôi nha, đo lên luôn, đo hết lên đo cái này đó nè, cái này đó nè. Lôi chừng nào lên thấy cái góc này thôi nè, thả là đủ, cầm mấy mía này lôi đi. Nè, lôi đi chừng nào thấy cái góc này thôi. Cái này nụ mất luôn, chuồng bỏ mẹ chuồng nó cái căng luôn mà. Hả? Cá bự không mình bắt cá bự không à? Mà xe nó chưa bơm nước xong mà. Bắt cá bự cái chuồng đi lại cầu nó bắt bỏ luôn. Cá là thấy vậy. Được kia hồi thốt bỏ chuồng. Nó đã cá. Cái đây có cá. Thôi từ 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 anh coi coi. Hỏi nó coi. Ôi! Chưa bơm vô căng được không? Bà nói chuyện đó nó đâu nghe đâu. Đây đây. Cái này mình bắt cá bự mình thấy gì cuồng luôn, cái ấy cá cha không còn cá rô phi rồi mình để sau mình bắt cá rô phi mà tư cái này cầu luôn cá kim tổ ra luôn. Ở đây rồi cá rô phi mình để cho bà tư đi. Ừ. Rồi đây đi được chưa? Không lát để bà đắng rồi cái gì thì thúc thôi. Thấy không? Ừ. Đấy chạy đi em, mình làm cái gì nhanh thì mình cứ làm thôi. Trời ơi, đụng mấy cây đâu mà kiếm mấy cái cây dữ ghê à. Cây nó sao cắm. Ủa, thấy có phi không à? Đây, bỏ qua đây. Phi còn đây. Mày lại đang kêu bà Tư điện cho ông vô cho bắt cá phi nè. Hồi đi không ai bắt cá đâu, khi này mình đi bên kia mình ăn bên kia nữa. Diễn cái chính giá nữa chứ kiếm. Chết luôn. Cái này bụng chết. Kẹt lưới. Ôi. À chứ thằng Quang chứ. Hạ có lâu xuống nè. Mày bước lên đó mày đứng đó đi Quang ơi. Quang. Mày bước lên đó mày đứng đó đi. Đứng trên đó đi. Rồi ai kêu thì mày ấy. Mày thả cá xuống tao coi. Bước lên cho đó. Đứng rồi em cột cho đó đi cho đó đi. Chắc tay dừng nước mày. Thôi được rồi. Cái cá nằm dưới kia đó hả? Lấy lên
Rồi xuống này dịnh đây nè. Đi xích vô trong ta đổ cá vô ta bắt được tự nhiên leo qua ngoài như vậy này. Đứng yên một chỗ thôi, đừng có đi tới nữa. Hai thầy trò ông này cũng nói hoài lắm gì nha. Quang đi, tao có đi đâu, tao đứng đây nè. Làm được không, làm được, bỏ đi. Làm được không, bỏ ra đi. Đi đây, bỏ bớt cái nặng đi. Đứng chết lại không quay. Đó, đứng khác như con bờ đó. Không cần em ra đi tới nữa. Nhìn mặt đâu đến nỗi mà vui với bò. Xe bữa nay chậm ha. Xe bữa nay chậm ghê. Con nở ghê chứ. Bữa nay chậm xíu à, bữa nay đều ghê.
nước nó nên như cho ăn. Thì đầu phi bữa nay nó đẻ nó nhau hết kìa. Cái này mới đẻ được chắc mùa mưa. Chắc thiếu cá nữa anh bạn. Có tiếp. Dạ. Hả? Chắc tiếp thôi. Tiếp ở đâu? Chắc mới dắt đầu ạ. Em bên đó. Này bộ này dắt bên xe nè. Có gì? Cánh nước có ngăn lại không? Ừ. Kéo nó có bờ đấy. Nếu mà kéo dắt nữa chở được không? Nó quan trọng. Chở bị đưa sai. Bữa nay nó đều ghé, đều lên nè, cái mấy bữa cái lần này ăn cái mơ nước con này nó cá nó đều cá, nó chở nhiều. Ô chừng da có thi luôn á. Lấy vỏ là thả hết rồi. Lấy vỏ là bắt cá thi luôn không? Thấy không bằng? Lấy lại. Lấy vỏ lên đây ra ra biết ra bắt luôn nè. Cái gì trời? Trời lắm. Không ơi. Không chạy xe lên cửa cái ấy vô chạy nó. Cửa cái cá. Cái sọc xanh cái cam vậy đó. Cái sọc xanh cái cam đó.